Thưa quý vị, sáng ngày 2 tháng 2, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thiên Đình đã đến xã Thái Bình để thăm tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Châu Thành. Tham dự buổi tặng quà về phía lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. Tại buổi tặng quà, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, trong những ngày này, toàn dân đang hướng đến Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều phân công các đồng chí lãnh đạo Trung ương về thăm và chung vui cùng các hoạt động đón Tết với nhân dân của tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, và đặc biệt quan tâm đến các đối tượng người có công, gia đình chính sách, đồng bào miền núi, biên giới hải đảo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế. Nhân buổi đến thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Châu Thành trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc nhân dân huyện Châu Thành nói riêng, nhân dân tỉnh Tây Ninh nói chung tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, lịch sử hào hùng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, năm mới đạt nhiều thành tựu mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước dành cho tỉnh. Chúc mỗi gia đình, người dân trên địa bàn tỉnh đều đón Tết an lành, hạnh phúc.